thì mình sẽ đào tạo được. Và chúng tôi lên một cái lộ trình đào tạo 3 tháng, quyết định chọn riêng một lộ trình đào tạo 3 tháng cho phim. Thank you.
riêng đi anh, chụp riêng. Chịu ơi. Em vô chưa? Là dễ đi cái gì? Mà nó dán như nào? Em cứ lên đồng hai đi rồi. Ra là bị hát thì bây giờ là sao mọi người nói ủa bà Trang sao Facebook bà bị hát hoài vậy, bà Trang nói có biết đâu ai canh mình hát mình qua luôn mà hát mình nữa thì mình làm nữa không vấn đề gì. Tánh Vân Anh nghịch phá lắm, lâu lâu cứ phải dậy mới vui chứ còn êm đềm quá lại không vui. Đây là sự trở lại 2021 nhưng lại trở lại lại bằng phim, bởi vì một vai cũng đã lắm, nói chung đã lắm, vai ác nhưng mà hai phim. Nhưng mà phim thứ hai thì là khách mời thôi. Năm nay khỏe nặng lắm, nói chung giang hồ rồi nặng lắm. Và sau một thời gian lên núi bây giờ chuẩn bị làm giang hồ showbiz lại. Xong rồi chụp với chị Ngân đi. Ôi chị ta đây. Phim rất là khó vì đây là một bộ phim cổ trang và cũng như là mình lấy cảm hứng từ một tác phẩm văn học rất là lớn. Nó đầy dậy áp lực nhưng mà nó còn khó hơn nữa khi mà ở trong bộ phim này mình không chỉ đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất mà còn là vai trò đạo diễn, và đây là một bộ phim đầu tay của Huyền trong vai trò đạo diễn. Thực ra thì trước khi mà Huyền bắt đầu định làm thì cũng rất là nhiều người can ngăn vì là thực sự là mình đang dấn thân vào một cái việc rất là khó, thế nhưng mà Huyền nghĩ là cơ hội nó đã đến thì có lẽ và nó cũng đã đủ chín muồi để mình có thể thực hiện. Cho nên là Huyền thì lại là một người tính cách rất là thích chinh phục thử thách, cho nên khi nào mà nó càng khó khăn thì mình lại càng mong muốn chinh phục. Chị có nghĩ là cái việc lựa chọn diễn viên của mình sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều bởi vì cái vẻ đẹp của Huyền trước đến nay chưa có vẻ đẹp cụ thể, chị đặt tiêu chí như thế nào để lựa chọn diễn viên? Có lẽ một trong những cái khó nhất khi mà thực hiện phim Kiều
mọi người luôn luôn nghĩ đó là diễn viên là ai sẽ đóng vai Kiều, và câu hỏi nhiều nhất đầu tiên là lúc nào cũng ai là Kiều, thì thực sự đấy là một cái bài toán khó thực sự, cho nên là ekip đã phải chuẩn bị rất là nhiều cho công tác tuyển chọn diễn viên. Nó giống như một cái quá trình gọi là đãi cát tìm vàng vậy, cho nên là đoàn làm phim đã tổ chức những cái đợt casting rất là rầm rộ ở cả ba miền Bắc Trung Nam, và mời rất là nhiều những cái bạn ứng cử hàng nghìn hồ sơ, cũng như là bản thân là ekip cũng mời trực tiếp những cái bạn nghệ sĩ, vừa ca sĩ vừa diễn viên vừa hoa hậu người mẫu rất là nhiều để mình đến thử vai. Thì thực sự là trong sau một quá trình gần như một tháng tìm kiếm thì Huyền cũng cảm thấy chưa tìm được một cái người mà như cái hình dung tưởng tượng của mình, cho nên cũng thực sự rất là lo lắng. Đấy thì rất là mừng trong một cái lần tình cờ Huyền đi dự cái buổi ra mắt phim, và lúc đấy thì Huyền gặp Duyên, và khi mà gặp Duyên thì cái hình thức đầu tiên của bạn bên ngoài làm cho mình cảm giác là nó rất là gần với cái nhân vật của mình, và Huyền đã mời Duyên đến thử vai. Thì mừng quá là bởi vì ngay trong cái lần thử vai thì Duyên đã, mặc dù chưa qua trường lớp sản xuất, nhưng mà về cái cảm xúc của Duyên rất là tốt. Và đối với, đặc biệt là với phim điện ảnh phim chiếu rạp, khi mà chúng ta chiếu trên một cái màn hình 300 inch rất là lớn như vậy, thì Huyền luôn luôn quan trọng cái cảm xúc. Đôi khi cái cảm xúc thật nó sẽ quan trọng hơn là cái kỹ năng diễn xuất, cho nên ở Duyên nó có một cái chân thật, cái chân thành, ngoài cái ngoại hình nó có những cái nét yêu Kiều, cái thức tha mà Huyền nghĩ nó phù hợp với nhân vật Kiều trong cái giai đoạn mà Huyền khai thác, cũng như là cái năng khiếu bẩm sinh của bạn ấy. Nó có rất là gần với Kiều, cho nên mình nghĩ một cái người vừa có hình thức và vừa có cái cảm xúc tốt như vậy thì mình rất là dễ để mình có thể đào tạo bạn ấy. Và thực ra thì Duyên trước khi để có thể đảm nhiệm được Kiều, Duyên đã phải trải qua khoảng 3 tháng tập luyện, gần như là ngày nào cũng phải tập về diễn xuất, tập về những tập đàn, tại vì trong phim này thì Duyên sẽ phải đánh đàn rất là nhiều, chúng tôi tập từng, coi như là từng những cái chi tiết, những cái phân đoạn trong kịch bản là đã được tập kỹ lưỡng đến mức độ mà khi mà lên đến phim trường thì các bạn diễn viên không cần kịch bản nữa, và lúc ấy các bạn thực sự sống với nhân vật rồi, cho nên là Huyền cảm thấy rất là tự tin. Cho đến bây giờ Huyền không có ân hận gì với cái quyết định chọn những cái gương mặt mới, và bản thân Huyền khi mà cũng là một cái diễn viên tay ngang, và trước đây mình cũng được các đạo diễn cho mình những cái cơ hội để đến bây giờ mình mới có được như ngày hôm nay, thì Huyền luôn mong muốn là mình cũng sẽ cho cơ hội cho những bạn trẻ, và trong những cái dự án phim của Huyền từ trước đến giờ Huyền luôn luôn quan trọng những cái nhân tố mới, nên là đây cũng là một cách để mình tìm kiếm thêm những cái gương mặt cho điện ảnh Việt Nam. Thì Huyền nghĩ là chúng ta phải cho những cái bạn mới cơ hội thì chúng ta sẽ có những ngôi sao trong thời gian tới. Khi mà mình là một người mới mà nhận một cái vai chính trong một cái dự án rất là lớn thì cái áp lực của em vô vàn áp lực ạ. Thì là thứ nhất là không biết diễn xuất, em không biết diễn xuất, chưa học đàn, rất là nhiều cái mới mẻ đối với em, một người mới mà lần đầu tiên lấn sang điện ảnh như thế thì em rất là áp lực. Em còn nhớ cái lúc mà giãn cách xã hội là lúc là tháng 4, trong vòng một tháng đó em áp lực, em căng thẳng cho vai diễn đó, thì em đã tắt điện thoại, em tắt nguồn điện thoại và em không có liên lạc với bất kỳ một ai. Em còn nhớ là ekip có tìm em, liên lạc với em nhưng mà không có cách nào liên lạc được, và bạn bè cũng thế. Sau là trong vòng một tháng đấy là em tắt máy và em để đọc kịch bản và sao để thấm nhuần nhân vật của mình. Em cho chị hỏi là khi mà em đã tham gia phim này rồi, bây giờ em có cảm thấy mình yêu thích công việc diễn xuất không? Dạ có chứ ạ. Thực ra là cái niềm đam mê về diễn xuất của em là từ ngày xưa rồi, từ khi mà em thi đại học sân khấu điện ảnh ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà vì ba mẹ em chưa muốn, em không thích em theo con đường nghệ thuật, vì sợ con gái một trong gia đình thì sẽ đi xa, nên là hướng em theo học ngành khác. Khi em học xong rồi thì em vẫn nuôi cái đam mê đó của mình, và em tốt nghiệp xong sư phạm thì em theo vẫn quyết định vào trong đây một mình, vào trong đây lập nghiệp theo đuổi đam mê của mình. Em nghĩ là cái cuộc thi nhan sắc nó hỗ trợ gì cho em trong cái lợi thế khi mà được chọn vai trong cái phim này? Em nghĩ là không chỉ nghệ thuật hay là một cái gì đó, thì cái nhan sắc hay là ngoại hình thì nó cũng rất tươi, giúp cho mình rất là nhiều. Là ở các cuộc thi sắc đẹp em đã từng tham gia thì em nghĩ là nó cũng là cái tiền đề để cho em có kiểu như bây giờ. Áp lực của đi phim với lại áp lực của mình thi hậu nó khác nhau. Mỗi cái thì có một cái áp lực riêng. Ở cuộc thi hoa hậu thì mình phải cạnh tranh với rất là nhiều bạn thí sinh rất là đẹp, và mình phải sao lúc nào mình phải
thể hiện ngoại hình, mọi cái mình phải thật là tỏa sáng, thậm chí là trên sân khấu hay là mọi cái kia mình phải phong thái làm sao để cho hoa hậu nhất có thể. Còn khi mà diễn viên thì em thấy là những cái điều mà mình ở ngoài đời mình chưa chắc đã dám làm, chưa chắc là mình đã được làm, nhưng mà khi làm diễn viên rồi mình được trải nghiệm cái điều đó thì em thấy rất là thú vị. Em kỳ vọng gì về cái vai diễn này? Em đã sống hết với nhân vật của mình rồi và em đã làm hết khả năng của mình rồi, thì em rất mong là khán giả sẽ yêu thương, hoan hỉ đón nhận vai diễn đầu tay của em cũng như là đón nhận bộ phim. Em có xem lại cái đoạn nào con đi làm, xem lại bạn nhé. Dạ chưa. Đúng rồi, ekip mùa này là diễn viên trong phim là khi nào hoàn thành xong lên phim thì coi lúc đấy thế là thực sự kiểu có cảm xúc bất ngờ về những cái gì mà mình đã làm được. Cảm ơn, cảm ơn mọi người ạ. Nhưng hai bác cháu cũng chưa thực hiện được, và đến 10 năm sau thì hai bác cháu lại ngồi lại cùng nhau và quyết định thực hiện bộ phim Ảnh Kiều. Và cái kịch bản này chúng tôi đã sau 4 lần đặt hàng rất không thành công, chúng tôi mới ra được cái kịch bản này. Và khi có kịch bản rồi thì chúng tôi đã phải chỉnh sửa đến 7 lần và được mời rất là nhiều những cái chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để đọc và góp ý, thì chúng tôi mới đưa vào sản xuất. Đây là một cái sự chuẩn bị rất là kỳ công chứ không đơn giản. Bởi vì khi mà chúng tôi nghĩ là làm một cái tác phẩm, lấy cảm hứng từ một cái tác phẩm lớn như vậy, thì chúng tôi cần cái sự trân trọng với cái tác phẩm đó, cho nên chúng tôi cố gắng hết sức. Thật ra cái vai diễn Hoài Thương lần này, nếu như anh hỏi em áp lực là do diễn biến nội tâm của nhân vật Hoài Thương hay là do, tại vì mình là một diễn viên kinh nghiệm và đó là cái vai diễn như vậy và sợ mọi người nhận xét, thì em nghĩ là còn nhiều hơn hay cái lý do đó nữa. Em có rất nhiều áp lực cho cái vai Hoài Thương này, và ý em là em bao gồm cả hai cái áp lực đó luôn. Và thật sự mà nói, nhân vật Hoài Thương mà bác Sơn viết nó có một cái diễn biến tâm lý và có những cái suy nghĩ của nhân vật mà em nghĩ rằng là chắc là một người bình thường không có nghĩ như vậy được. Thành ra bản thân là diễn viên có kinh nghiệm và em phải có được cái nhân vật đó thật sự ở trong người, nên cái hành trình mà đi tìm Hoài Thương của em thật sự rất là gian nan. Và em đã trải qua rất là nhiều cái áp lực để chuẩn bị cái nhân vật này, tại vì phim điện ảnh thì thời gian quay rất là ngắn và em phải có khoảng thời gian chuẩn bị rất là dài.
Và thật sự để có được Hoàng Hương bằng da bằng thịt thì em đã phải chuẩn bị cho nhân vật. Và bản thân mình phải đi tìm rất là nhiều cái tính cách, suy nghĩ và sức mạnh mà bản thân Cao Thế Hà không có. Thật sự là em không đủ cái sức mạnh của Hoàng Hương, và em phải đi rèn luyện, tìm kiếm và bỏ rất là nhiều tâm huyết, tâm sức để mà mình quyết định rằng là mình sẽ phải trở thành Hoàng Hương. Thì đó là cái áp lực của em. Và thực sự là khi mà poster Hoàng Tư ra thì em rất là vui khi mà khán giả của em rất là trông chờ cái diễn xuất của mình và ủng hộ em vào vai Hoàng Tư. Thì em lại một lần nữa gặp áp lực là không biết rằng là mình có thể chạm được tới cảm xúc của khán giả hay không, có thể đáp ứng được cái niềm tin mà khán giả dành cho mình hay không. Nên là thật sự là lúc mà coi trailer hay là OST và nghĩ rằng đó tới ngày xem phim thì không biết rằng là bản thân là Cao Thế Hà và đi xem Hoàng Thương thì không biết cảm xúc lúc đó như thế nào. Thật sự là có rất là nhiều cảm xúc. Và cảm ơn chị Huyền đã cho cơ hội và tin tưởng cái năng lực của em. Và em hy vọng rằng là bộ phim Kiều sẽ được khán giả ủng hộ với tất cả. Nếu như mà bộ phim tập trung vào cái chuyện tình tay ba quá thì có thể nào là sẽ thành một cái bộ phim về Tiểu Tam, về cái chuyện ngoại tình, hay là về một cái mối tình giống như là những mối tình hiện đại mà nó không gần lắm với tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, thì chị Huyền có thể nói rõ thêm về ý này không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Trước hết thì rất là cảm ơn câu hỏi của bạn, và đó cũng chính là cái câu hỏi mà Mai Thuyền cũng rất là muốn, mong muốn có cái dịp để có thể giải bày với báo chí cũng như là công chúng về những cái thắc mắc của mọi người trong thời gian qua. Thì thực sự là nếu như mà gọi là ấp ủ của Huyền á, là Huyền muốn truyền tải, đưa hết tất cả cái câu chuyện đoạn truyền thân thanh suốt 15 năm lưu lạc của Kiều lên phim. Và cái điều đó thì Huyền đã thực hiện từ 10 năm trước, khi mà với một cái dự án phim truyền hình dài tập 40 tập. Là lúc đó chúng tôi đã viết kịch bản và đã làm một cái bộ phim từ khi mà Kiều bắt đầu cho đến lúc đoàn viên. Tuy nhiên năm 2020 khi mà mình nghĩ là ở cái dự án kia mình chưa thực hiện được, mà năm 2020 là kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại gia Nguyễn Du, thì mình muốn có thể làm kịp thì mình chỉ có thể phương án là làm một cái version điện ảnh, tức là một cái bộ phim 90 phút thôi. Và chúng tôi cũng, Mai Thu Huyền cũng như là đạo diễn Vi Dân ngồi bàn với nhau rất nhiều về cái việc là 90 phút thì mình sẽ làm cái gì. Bởi vì trong 90 phút thì nếu như chúng tôi ôm đồm đưa tất cả 15 năm lưu lạc của Kiều với rất nhiều nhân vật, có thể nói là hàng trăm nhân vật, thì tất cả đều xuất hiện một cách rất hời hợt. Cho nên bắt buộc chúng tôi không được tham lam và phải lựa chọn. Và có thể nói là lựa chọn, tại sao lựa chọn giai đoạn này, thì một trong những người quyết định lựa chọn giai đoạn đó và tư vấn Huyền nên chọn giai đoạn đó chính là tác giả kịch bản Phi Thị Sơn, thì tí nữa bác Sơn sẽ chia sẻ. Nhưng mà có thể nói là cái điều này thì Huyền muốn chia sẻ thêm. Khi mà chúng ta học ở phổ thông thì mọi người sẽ nhắc, tại vì khi Huyền làm Kiều mà nó làm nhân vật câu chuyện tình của ba nhân vật Kiều, Thúc Sinh và Hoàng Thư ấy, thì rất nhiều người hỏi Kim Trọng đâu, Từ Hải đâu. Thì khi mà chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích thì tôi thấy là trong cuộc đời Kiều rất gian truân, và rất nhiều những người đàn ông đi qua cuộc đời Kiều, nhưng có ba mối tình là cái ba mối tình lớn nhất trong cuộc đời Kiều, và Kiều thực sự rất yêu những người đàn ông đó. Thì đó chính là Kim Trọng, một mối tình đầu rất là tinh khôi. Người thứ hai là Thúc Sinh, khi mà Kiều đã trải qua những cái khổ sở, những cái ê chề trong Lầu Xanh, và Thúc Sinh lúc đó giống như một vị cứu tinh. Anh ấy không chỉ đơn giản là một khách làng chơi mà anh ấy yêu Kiều thực sự. Và ngày xưa thì chúng ta thấy là đàn ông được quyền năm thê bảy thiếp, cho nên cũng không thể nào mà nói là Thúc Sinh không được quyền lấy ai ngoài Hoàng Thư, đúng không ạ? Và thực sự là hai người đã có một khoảng thời gian rất yêu nhau, cho đến lúc mà Hoàng Thư phát hiện. Và kết quả thì như nào thì mọi người cũng đã biết rồi trong chuyện, đúng không ạ? Thì Huyền đánh giá đây là một cái mối tình có cái sự sâu sắc. Bởi vì khi đó Kiều đã trải nghiệm, Thúc Sinh cũng đã có những cái trải nghiệm, và hai người đến với nhau bằng một cái tình yêu thực sự. Và cuộc tình thứ ba lớn trong cuộc đời Kiều nữa là cuộc tình của Từ Hải, là một cái nhân vật anh hùng thì mọi người cũng đã biết rồi. Và chúng tôi phải suy nghĩ về cái việc trong ba mối tình đó chúng ta chỉ được phép chọn một trong ba thôi. Nếu mà hoặc là làm 3 phần, phần 1 thành công thì làm tiếp những phần tiếp theo. Đó, thì đấy là lý do mà Huyền nghĩ là một cái lý do nữa mà bác Sơn kêu thuyết phục Huyền để chọn cái giai đoạn này. Đó là ví dụ như chúng ta làm lấy cảm hứng từ một cái tác phẩm văn học vào cách đây 200 năm mà chúng ta làm cho khán giả ngày hôm nay. Vậy thì chúng
ta phải có hơi thở đương đại. Chúng ta để cho những người xem họ có thể đồng cảm với những cái điều gì mà chúng ta muốn truyền tải. Vậy thì tình yêu muôn đời sẽ không bao giờ là cũ. Tình yêu này nó có thể áp dụng từ thời cổ đại đến thời trung đại đến thời hiện đại, và ai xem phim cũng sẽ thấy mình ở trong đó. Thì đấy là lý do mà tại sao chúng tôi chọn cái giai đoạn này của Kiều, tức là giai đoạn Kiều bắt đầu bước chân vào Lầu Xanh và Chuyện Tình Tây Ba. Nhưng tất nhiên vẫn còn, khi mà quý vị xem phim vẫn còn hơn thế nữa. Bởi ở đây thì chúng tôi vẫn đang phải giấu một số những cái chi tiết mà tôi nghĩ là trên phim khi mà quý vị ra rạp xem thì sẽ hiểu nhiều hơn về những cái thông điệp mà tác giả kịch bản Viên Tiến Sơn khi mà chắp bút kịch bản này đã gửi gắm vào trong đấy.